Hello mấy bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn là bài tập số 10. Các bạn biết không, muốn giỏi thì chúng ta phải làm nhiều bài tập. Thì hôm nay mình đã ra một bài tập số 10 cho mấy bạn. Thì vẫn như thường ngày, mình sẽ đi cho các bạn cái đường chạy giao trước. Là cái điểm đi từ điểm 0, gọi là điểm 0. Thì trong ngành có thể là G54 và G59, nghĩa là home của cái phôi. Thì cũng như thường ngày, mình sẽ cho cái hình này đi cái tool path trước. Thì mình sẽ đi cái tool path của cái hàng này. Thì các bạn nhớ để ý nha, cái đường chạy giao của mình nè. Thì đầu tiên mình sẽ cho giao đi vào điểm này và điểm này. Thì nguyên một cái bài này của mình chỉ có hai chỗ mà các bạn để ý, đó là những cái dòng cùng thôi. Thì cái bài tập này mình cũng sẽ ôn về lệnh G1 cho tới G3. G1, G2, G3 đó là những cái lệnh cắt phôi chính trong tiện CNC. Thì đầu tiên mình sẽ chạy giao cho các bạn coi trước. Cho mình bắt đầu. Ok, các bạn có thấy đường chạy giao không? Thì giao đi từ điểm 0 lên điểm thứ nhất. Thì mình sẽ đặt cái này là điểm B2. Rồi tiếp tục, sau khi kết thúc điểm B2, giao sẽ chạy tới điểm này, mình có thể đặt là điểm B3. Các bạn có thấy đường ngắt ra không? Đây là điểm B3 của mình. Thì tới khúc này thì rất là đơn giản, chúng ta sẽ dùng lệnh G1 thôi. Đây, thì tới lượt khi mà giao đã kết thúc tới khúc này rồi, thì các bạn thấy đường chạy giao chúng ta sẽ bao một dòng cung. Thì dòng cung này hướng lên, nhưng mà mũi giao chúng ta đi theo chiều nè các bạn. Mũi dao chúng ta đi theo chiều ngược chiều cái đồng hồ. Thì ở đây ngược chiều cái đồng hồ, chúng ta sẽ dùng lệnh G3. Ok, mình sẽ dùng lệnh G3 cho nó. Các bạn có thấy dao đi ngược lên không? Ngược lên là ngược chiều cái đồng hồ luôn. Rồi khi mà nó đã ngừng tới đây, các bạn thấy không? Thì dao sẽ đi tới đây là một đường thẳng. Đó. Thì bắt đầu từ điểm này, dao sẽ bao cho một dòng cùng và kết thúc dòng cung đó nằm ở điểm này. Thì khi mà bo dòng cung này, các bạn có thấy bo khi đường dao của mình đi xuống và có chiều hướng là chiều kim đồng hồ. Thì ở đây chúng ta sẽ dùng lệnh G2 cho cái trường hợp nãy. Sau khi mà dao nó đã bo xong một dòng, tới đây đúng không các bạn? Đó, thì bo xong gần hết một dòng tới đây, thì bắt đầu chúng ta sẽ có một điểm mới, đó là điểm này. Thì từ điểm bo xong rất là đơn giản, chúng ta chỉ cần dùng lệnh G1 thôi để mà kết thúc cái phôi này. Okay. Đấy. Thì phần còn lại sẽ là G1. Ok, sau khi mà các bạn đã có phần chạy giao rồi, bây giờ mình xin ngắt ra và cho các bạn những tọa độ trong bản vẽ này. Những cái tọa độ trong bản vẽ này mình sẽ dùng như sau. Ok, sau đây là những cái tọa độ trong bản vẽ. Các bạn có thể quay phim, chụp hình các kiểu để mà lưu giữ những cái hình ảnh này để mà làm bài tập cho mình. Thì sau khi mà các bạn đã có những cái số đo, những cạnh này rồi, thì bây giờ mình sẽ cho các bạn coi cái gì tiếp theo. Thì sau đây mình sẽ cho các bạn coi từng điểm một của nó. Thì cũng như thường lệ luôn, điểm này, điểm xuất phát của chúng ta là điểm 0. Thì nếu như các bạn còn nhớ bài tập trước của mình, thì mình lấy điểm 0 này làm chính giữa. Thì cái bài tập đó thì hơi làm bạn khó khăn một chút xíu, nhưng mà bạn đừng lo. Nói với bài tập này thì cũng như là bài tập 1 tới bài tập 7 thôi. Thì điểm 0 của mình là nằm ngay đây. Rồi mình đã cho các bạn những cái tọa độ điểm mà các bạn cần rồi. Thì bây giờ nhờ những cái tọa độ điểm này, các bạn có thể làm được cái program tay để mà chạy được cái hình này cho mình. Thì sau khi mà các bạn chạy xong thì nó sẽ ra được cái hình như vậy. Sau khi mà các bạn chạy xong thì sẽ ra được cái hình như vậy ha. Đó, đây là cái hình đó. Ok, các bạn có thể nhìn kỹ một lần nữa.
Ok, mình xin kết thúc clip này ở đây. Các bạn nhớ bấm like và subscribe cho mình nếu như các bạn muốn thêm bài tập CNC để mà rèn luyện ngày càng giỏi hơn, từ không biết nhiều về CNC và trở thành khá, thì nhớ nhấn like và subscribe kênh của mình. Ok.